Sáng nay ngày 26 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, một cây phượng cổ thụ bất ngờ bật gốc ngã đổ trong sân trường, khiến một học sinh tử vong và nhiều học sinh khác bị thương nặng, hiện vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Điều đáng nói, cây đổ trong điều kiện thời tiết bình thường, không hề có mưa gió. Theo thông tin từ các nhân chứng, vào lúc hơn 6 giờ sáng, tại trường Trung học cơ sở Bạch Đằng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, cây phượng cổ thụ cao khoảng 10 mét, đường kính gần bằng vòng tay ôm của người lớn, bất ngờ bật gốc ngã đổ. Thời điểm này, có nhiều học sinh bên dưới bị tán cây đè trúng. Nghe một cái rầm thì cái nhìn lên là cái gốc cây nó đưa hẳn lên. Rồi là cái tàn cây là nó phủ nó hết trơn, học sinh còn giữ lứa bên ngoài nó chạy tán loạn lên trên đấy hết. Các em học sinh bị thương nặng đều được nhà trường đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong đó có một em tử vong khi chuyển đến bệnh viện An Sinh. Nạn nhân bị nhánh cây phượng đập vào đầu, gây chấn thương sọ não, chèn ép ngực bụng, nhập viện trong tình trạng mạch, huyết áp gần như bằng không, đồng tử tan. Các cháu còn lại, có một học sinh bị gãy chân, một bị gãy tay. Sau sự cố, các phụ huynh hoang mang lo lắng, tập trung đến trường để tìm hiểu sự việc. Bây giờ cũng không biết là tình trạng như thế này, cũng không có thầy giáo, cô giáo ngoài ở cổng trường để cho mà giải thích cho phụ huynh là xem nhìn trường hợp các cháu như thế nào và các lớp và trấn an các cháu ra sao. Giờ em cũng chả biết đi bệnh viện nào, chả ai thông báo gì hết á. Chỉ đứng chờ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, nhân viên cây xanh cũng có mặt để tiến hành thu dọn khu vực. Qua quan sát cũng nhận thấy thân cây phượng cũng có dấu hiệu mục ruỗng. Trước đó vào chiều tối qua, thành phố Hồ Chí Minh hứng chịu cơn mưa lớn nhất từ đầu năm. Theo các chuyên gia, sau cơn mưa, một số loại rễ cây sẽ bị ngấm nước, tán cây rộng tạo thêm sức nặng, khiến cây dễ bị chóc gốc vào hôm sau.